Nga hạn chế xe đến vùng biên giới với Georgia. Bắc Ossetia, nước Cộng hòa thuộc Nga sát biên giới Georgia, thông báo hạn chế dòng xe di chuyển đến khu vực này. Lãnh đạo Bắc Ossetia Sergei Menyiler hôm 28 tháng 9 đăng trên Telegram rằng ông đã đặt khu vực vào tình trạng báo động cao và hạn chế ô tô vào. Ông Menyiler cho biết những chiếc xe chở khách sẽ bị hạn chế vào Bắc Ossetia, ngoại trừ những xe được đăng ký tại đây.